Anh em rất nhiều trang thiết bị âm thanh của anh em đã được sắp xếp đóng gói và vận động cho bị vận chuyển phục vụ anh em hàng nhé các bác. Và ngày hôm nay thì các bác thấy là rất nhiều đơn hàng của anh em đã được đóng gói và chuẩn bị lên đường đây các bác nhá. Thế thì bên cả anh em thì đóng gói rất là cẩn thận, từ những cái mẫu sản phẩm vang, mic, lâm tiếng, kể cả đẩy công suất, và đóng gói hàng cũng như là kiểm tra rất là kỹ để đảm bảo là hàng đến tay anh em tiêu dùng và có thể sử dụng được ngay. Đặc biệt là với trang thiết bị lẻ các bác không cần phải cọc, nếu các bác yên tâm chúng ta nhận hàng về chúng ta được quyền kiểm tra thử hàng bên trong là xem có bọc méo hay là bị hiện tượng lỗi máy móc không. Nếu như có hiện tượng lỗi chúng em sẽ thu hồi lại, chúng ta gửi hàng mới cho anh em. Còn nếu như mà không có hiện tượng gì, các anh em hoàn toàn đều kiểm tra test thử hàng. Và ngày nay các bác thấy là rất nhiều đơn khách hàng của anh em này đấy, từ vang LS-108 này, quản lý nguồn 1068 đợt này bên em đang cháy hàng các bác nhá. Dòng này thì rất nhiều anh em mua và đặt luôn, nếu các anh em mà có nhu cầu mua ngay đi, không là hết hàng các bạn. Lâm tiếng TD-1000 đợt này cũng rất là rẻ rồi đấy. Trong tất cả sản phẩm thì ngày hôm nay có đi đơn rất nhiều, cả combo cũng như là lẻ nữa, đó chính là MXUR-38. Đây một cái mic không dây mà có chất chắn là rất nhiều anh em đang quan tâm đúng không ạ? Model 2024 của phiên bản này rất là hay. Em thấy là đây là một trong phiên bản hàng tuyển rồi của Shure, với chất âm khỏe khoắn, sáng sạch và chi tiết. Tiếp theo này các bác nhìn này, đấy, anh em mua lẻ này, đấy, xin gửi cho anh Bình này, xin gửi cho anh Trọng này, đấy, với bộ combo vang rồi kết hợp với mic luôn. Đấy, và Shure 38 thì đây em mở hộp ra các anh em kiểm tra, lát nữa thì cũng mang lên cùng các anh em có những video clip để test lại chất âm lại một nữa với dòng mic Shure 38 nhé. Đấy, anh em mình nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh Em Tùng Audio, ủng hộ em cách nhấn like, đăng ký kênh, cập nhật video liên tục tại cửa hàng Em Tùng Audio. Mở hộp ra các bác sẽ thấy ngay chỉnh chu đầy đủ các thiết bị âm thanh, nói chung là các bác mua về chỉ cần lắp và sử dụng thôi, chẳng cần phải mua thêm bất kỳ một phụ kiện nào nữa cả. Dây rắc cắm nguồn nó có đầy đủ hết sẵn ở đây rồi, có cả giá chống lăn cho các anh em. Tay mic thiết kế rất đẹp, màu này thì rất sang rồi, màu cà phê lớp sơn bóng, tay to chắc tay các bác, rất đầm. Em này có tính năng cảm biến gia tốc, tức là rơi nó sẽ không kêu tiếng. Mà anh em đi làm sự kiện thì cái tính năng này rất cần thiết rồi. Còn gia đình thì chúng ta có thêm tính năng tự ngắt này. Ok, còn đây là thiết kế của bộ đồ thu Shure 38 Plus. Cái model này thì rất đẹp luôn các bác nhá. Có thiết kế đèn led và đầy đủ các tính năng, có dò sóng sạch nữa. Rất nhiều tính năng tiện lợi được kết hợp trên dòng Shure 38 này. Công tắc nguồn thiết kế ngay mặt trước, 4 dâu bắt sóng xa sóng gần lên khoảng cách tầm hơn 7 mét cho anh em mình làm công việc chuyên môn. Ok chưa các bác? Quá đẹp luôn. Đây một con mic không dây mà giá chưa đến 2 triệu đồng. Ok, ngay bây giờ em sẽ cùng anh em trải nghiệm chất âm thực tế đến từ dòng mic Shure 38 nhá. Em đây là giao diện thiết kế của dòng mic Shure 38 Plus. Ở model lần này thì bên cửa hàng em cũng đã giới thiệu rất nhiều video trước đó rồi. Và ngày hôm nay thì các bác đã thấy đấy, rất nhiều anh em đã đặt đơn hàng và sở hữu cho mình một con mic không dây bản chất lượng, thì chắc chắn chúng ta không nên bỏ qua cái tên, đó chính là Shure. Shure thì có rất nhiều các model khác nhau. Ở thị trường anh thì có vô vàn những dòng mic đến từ Shure đúng không ạ? Rất nhiều model. Và hiện tại thì những cái phiên bản model mới nhất và điển hình sẽ chắc chắn là Shure 38 rồi. Giá thì chúng ta xả chưa đến 2 triệu đồng, nên anh em đặt hàng rất là nhiều với dòng mic này. Em cũng đã giới thiệu sơ qua khi anh em mua hàng đặt hàng từ anh em, tất cả tính năng đã được cài sẵn rồi, cho các có thể thao tác trên thân máy, tăng giảm âm lượng, điều chỉnh các tính năng đấy và chuyển các chế độ tín hiệu đấy, chúng ta có thể thao tác trên thân máy luôn. Và để đơn giản hóa khi anh em mình nhận hàng về là bên cả anh em đã hỗ trợ setup như là cài đặt các tính năng tốt nhất cho bác rồi. Thiết kế tay mic rất đẹp, em cũng nhắc lại một lần nữa cho các anh em, đây là một trong phiên bản tay mic rất to đến từ Shure. Với thiết kế tay mic như này chắc chắn mang lại cho em sự tự tin khi cầm lên tay mic này, nó rất lặng, đầm và chắc tay, tay to, có tính năng tự ngắt cảm biến gia tốc này. Thiết kế tay mic rất đẹp, màu cà phê lớp sơn bóng, sáng sạch và chuyên nghiệp. Và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có 4 dâu anten đi kèm phía sau. Và cái dòng này thì nói thật các bác là anh em có thể làm rất nhiều công việc đa năng, từ phòng trà, gia đình, sự kiện sân khấu mini đều được cả. Về phần chất âm thì ngay bây giờ em sẽ cùng anh em nắp tai nghe vào và trải nghiệm chút chất âm đến từ dòng mic Shure 38 để anh em mình cùng cảm nhận cái dòng mic không dây chất lượng này nhá. 1 2 5 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6  7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7 5 6
tới rất là chất lượng phải không bác? Bác nghe âm thanh không ạ? Khỏe khoắn, thoát tiếng tốt, giải lời bay, sáng tiếng. Đấy, có hiện tượng là vỡ tiếng xảy ra không? Không có đúng không các bác? Nghe hú rít không? Không có đúng không các bác? Cái chất âm của em này thì rất là tuyệt vời rồi. Đây là một trong những model mic không dây mà em cảm nhận là với chế độ âm thanh đỉnh cao như thế này, chắc chắn là anh em sẽ có ngay sự tự tin khi chúng ta cất lên cả tiếng hát của mình. Và đây là một trong những model mic không dây rất là chất lượng của năm nay và đang được rất nhiều quan tâm lựa chọn đặt hàng, các bác thấy đấy. Hàng liên đường liên tục phục vụ các bác anh em. Nếu như các bác đang có nhu cầu của mic không dây hoặc có thể lựa chọn ngay đến phiên bản số 38 Plus với giá khuyến mại vô cùng hấp dẫn chưa đến 2 triệu đồng tại cửa hàng Em Tùng Audio nhá. Xin chào các bác.